Hello, mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẵn mình ra mình thay thức ăn cho mấy con cu của em đó, sẵn nó nuôi mấy con cu mình nấp á bạn, mấy cu con á. Thức ăn của mình chỉ có cho dọn dẹn vậy thôi. Mình có gạo nè bạn, gạo chủ yếu cho nó ăn, nó đút con nó ăn nó dễ tiêu á. Cu nó cũng biết á. Thời gian đầu là nó cho ăn gạo với thức ăn mềm dễ tiêu. Còn lúa khoảng cả tuần sau nó mới cho ăn. Này. Thức ăn mình cũng cho này. Mình chỉ cho nó ăn nhiêu đây thôi. Là nó đút nó thường xuyên nó lẹ lớn á. Cái ổ này nè. Với mình xài tháng này tháng mưa các bạn. Vệ sinh chuồng cho nó sạch sẽ mà. Chứ để nó như cu này nè, thường thường là cu nó ăn thức ăn nó đi phân ngoài hôi lắm mà. Con lát mình lấy vô bột mình rải dưới nữa, tại tháng cũng là tháng mưa nè, nó ẩm mốc á. Con lát mình để vô nãy giờ mình vệ sinh nè, mình chưa ấy, còn lát mình lấy mấy con nó ra. Đưa cái đít nè. Đây mình. Nói chung mình lót ổ đó. Đó. Để tao vệ sinh cho sạch nè. Cứ phân dơ nè. Mình lót ổ bằng cách này nè nó. Mình lấy ra mình vệ sinh nó dễ lắm. Cái miếng này nè. Phần nó y. Nói chung bình thường ở ngoài nó ngoài thiên nhiên các bạn cu mấy bạn hoặc là mấy bạn nuôi mấy bạn không ấy, chứ mình đi thường đó, mình gặp cái ổ cu đó, nó làm đơn giản lắm, nó có chút xíu mà khoảng lớn vậy nè đó, mà nó lót đơn sơ đó, nó thoáng mát á, như hai không có con gì, không có, nó tung nữa, nó lót những cái cỏ các bạn, con lót đa số là cỏ, khi nó rễ cỏ như ấy khúc này kia nó đang qua đang lại đơn giản, con nó ỉa cái nó cũng lọt ra ngoài nữa, nó không có ấy được trong cái lồng, nó trong cái ổ của nó, tại vì cứt nó đi phân á, nóng á, nó nằm mình không chú ý, nhiều khi có con bị liệt luôn á, liệt chân luôn á, nó bại chân. Mình lúc trước mình cũng có con mà nó chết à, nó có bay được tội. Để mình nuôi sinh sản thì mình làm cái tổ nó bự á, mình lót những cái vật dụng như rơm đồ, con tha rơm đầy vô á, để cái nó cu thì nó thường nó đi ra đi vô đặng nó ăn á, nó đạp cái nó tuột cái nó trứng nó lọt chứ. Rồi nó lôi ra đặng nó ấp mà không được cái nó bỏ ổ luôn. Còn mình thì mình lót là bằng cái này nè. Đó. Đây, mình cạo phân xong rồi nè, nó sạch sẽ. Mình cứ thế mình để hai em nó vô thôi. Đó. Thấy không? Nè. Ăn trắng tươi à, nhiều mình mới ấy cho nó có đút chứ nó ha, không cặp. Nói chung mình ra mình cho nó ăn thường, mình canh thức ăn đầy đủ là nó đút. Nó nhiều khi vậy nó không đủ thức ăn, nó đút con còn mà cũng nhiều khi con nó bỏ nè ha. Mình đưa ra đây vô đó. Nói này. Rồi giờ nó vô nó rồi sạch sẽ đó. Lót đơn giản vậy, nó đưa bốn góc lên vậy đó. Nó
cái rổ nó có độ bám bạn, với cái lớp ở dưới này nè nó cũng có cái độ bám, nó sười 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 ra nè đó, nó bám, nó không có bị tột trứng, nó đẻ xong nó nằm nào sạch sẽ nè. Hôm nay cũng được hơn tầng cho ta, à, cũng hơn tầng rồi đó, gần tầng rồi đó. Đó, thức ăn mình chỉ dọn dạng gì thôi, gạo nè, thức ăn nè, lúa nè, từng lễ đầu là nó cho ăn này nè đó, chỉ nhiêu đó thôi, mình ngoài ra mình không có cho ăn gì nữa. Đây cho bạn xem cái ổ mới nở. Mình lấy được coi, mấy con nở này nó nè, con này nè đó, mới nở đó nè, có một trứng à, còn cái trứng lồng ở đây nó áp lực nó hư rồi bạn, nó còn cái chỉ trứng cua Pháp rồi. Đó. Nói chung nó dễ đó bạn, nó cu này nó bạn lấy ra nó vô nó không có sợ bỏ ổ đâu. Từ khi bạn ấy quá nó mới bỏ ổ thôi. Còn trứng bên đây thì nó dục rồi. Trứng ổ bên đây mình nó hư rồi, nó không có trống. Nè cái trứng này là trứng cu nó khẽ mỏ nè bạn, đó, đó thấy không? Đó, khẽ mỏ từ đây tới trưa là nó nở. Bữa nay là nó ấp bữa 20, bữa nay mùng mấy rồi. Nói chung cũng 14 ngày nó nở rồi ha. Đã lắm, tới chiều là nó nở. 3 4 ngày. Đó. Lấy ra vô. Nói chung chuồng mình nuôi mình vệ sinh thường các bạn. Nuôi gà đâu cũng vậy, gà này nó càng cái nó còn khó hơn. Mình phải che chắn, mình vệ sinh thường, chứ gà nè, dịch tới là nó như gió là nó đi hết luôn, nó chết. Còn cu nó đỡ hơn chút, nó sống khỏe mạnh, nó mạnh hơn. Nói chung cái nào mà gió ngăn cũng bị, mà cu nó đỡ hơn tí. Cu nó cần thoáng. Thôi, video của mình đến đây tạm kết thúc rồi. Có một số chia sẻ cách chăm sóc cu con. Nếu bạn nào thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký. Bye bye.